Xin chào cả nhà. Em này tiếp tục lên sóng thanh lý cho các bác dòng quánh inox hàng Nhật bãi các bác nhé. Em có tầm chỗ này có tầm khoảng gần 20 em. Bây giờ em sẽ vào chi tiết từng em một. Toàn bộ là quánh rất là dày luôn. Chỉ có một hai con mỏng thôi, còn lâu tất cả rất là dày luôn các bác nhé. Bây giờ em sẽ vào chi tiết từng em một để cho các bác theo dõi. Đây em lên cho các bác một em này. Em này đường kính 20, sâu 7 các bác nhá. Em sẽ bán cho các bác với giá thanh lý luôn. Đường kính 20, sâu 7, con này là không có vung này các bác này. Không có vung, có hai miệng rót các bác nhá. Em đang trước em đang bán với giá đây đằng sau của nó là 160.000 nhá các bác nhá. Và tiếp theo em sẽ bán cho các bác với giá là con này em sẽ bán cho các bác giá là 120.000 ạ. Mã số 01 các bác nhé. Đường kính 20 này, sâu 7 bán cho các bác 120.000. Mã số 1 các bác nhé. Mã số 01 các bác. 1. Đường kính 20 này, sâu 7 này. Chỉ có 120.000 thôi. Inox rất là đẹp luôn. Vân hình trám này. Miệng rộng các bác nhé. Đấy. Nó nào nấu mì tôm hoặc nấu canh hoặc luộc rau cũng rất là ok luôn các bác này. Tay đẹp luôn này. Thanh lý. Thanh lý để nhập hàng mới. Theo em thanh lý cho các bác con này. Cái này đường kính 18 sâu 9 nha các bác nhé. Con này nó cực kỳ là dày luôn. Hàng thương hiệu các bác này, Miyako này. Con này trước em đang bán với giá là hơn 300.000 đấy. Con này made in Japan, dung tích 2,4 lít nha các bác nhé. Tay chắc chắn luôn. Con này trước em bán với giá là 320.000. Hôm nay em thanh lý cho các bác giá 250.000 các bác nhé. Lồi còn rất là đẹp luôn. Thanh lý cho các bác này. 18 sâu 9 250.000 các bác này. Xả gọi là không bằng giá nhập luôn đấy. Tiếp theo em lên cho các bác một em này, đường kính 19 sâu 9 các bác nhá. Em này bán cho các bác con này đường kính 18 sâu 9, con này 250.000, mã số 2 các bác nhá. Quyền này đánh mã. Mã số 2 các bác nhá. Mã số 2 ạ. Bác nào chốt thì chụp màn hình cho em như này nhá. Đấy, chụp hộ em màn hình nhá. Bởi vì là em lên nhiều này, cái quánh lại giống giống nhau rất là khó tìm, các bác cứ chụp màn hình của em chút. Tiếp theo một em đường kính 19 sâu 9 này, qua 150.000, bác nào nhanh tay chốt em con này. Lồi này, dày chưa? Kinh khủng luôn. Cực kỳ là dày luôn đấy. 19 sâu 9 vung chuẩn luôn. Em này 150.000, mã số 3 các bác nhá. Em nói thật là chưa bằng giá nhập rồi. Thanh lý hết hàng cũ đi để nhập hàng mới rồi. Tiếp theo em này đường kính 18 sâu 9 này, em này dày cực kỳ luôn, trước em bán hơn 300.000, 320 con này nhé. Hôm nay em lại thanh lý cho các bác 250.000. Hàng một đáy nhưng mà nó dày lắm, dày dã man luôn. Đấy, bọn này nó nặng toàn hơn 1 cân ấy. 18 sâu 9 250.000 các bác nhé. Con này đánh mã số 4 này. Mã số 4 các bác nhé. Mã số 4. Bác nào lấy thì chụp màn hình cho em. Tiếp theo em lên cho các bác con này này, con này đường kính 20 sâu 8 này. Trước em đang bán với giá là 150.000, toàn bộ đun được từ hết các bác nhé. Hôm nay em thanh lý cho các bác với giá là 120.000, con này nó có cái miệng rót ở đây này các bác này. Inox bóng chưa? Con này đường kính 20 sâu 8 em bán cho các bác 120.000 này. Mã số 5 các bác nhé, mã số 5 ạ. Inox cực bóng đẹp luôn này. Đấy. Tiếp theo em lên cho các bác con này nhá, đường kính 19 sâu 9 này, em bán cho các bác 150.000. Hàng một đáy nhưng mà rất là dày. Dày lắm, hôm nay bác nào chốt những bọn này toàn là nồi dày thôi, em để lại thôi ạ. 19 sâu 9, nồi hết cho nên là em vừa rồi em không nai. Nai lồi mới nai quánh. Lồi thì thường đi với quánh này em không muốn nai. Nay em nên thanh lý lốt đi để em nhập hàng mới. Con này 180.000 các bác nhá, mã số 6. Nhập giá này là gần như chưa bằng cái giá em nhập luôn. Bình thường những con này em toàn bán hơn 200.000, mỗi con lãi là bao nhiêu đâu, 20-30.000. Nên em thanh lý chưa bằng giá nhập các bác nhé. 180.000 mã số 6 này. Tiếp theo em lên cho các bác này, đường kính 19 sâu 9, con này em bán cho các bác 100.000 đấy. Cái này là cái băng dính các bác nhé. 100.000 này. Dày luôn, con này dày dặn luôn, đường kính 19 sâu 9 này.
em bán với giá là 100.000, em thanh lý cho các bác này mã số 7 các bác nhé. Em này mã số 7 nhé, bác nào lấy thì báo em này. Tiếp theo em lên cho các bác con này này, đường kính 18,5 sâu 9 này, con này trước em bán hơn 300 này. Trước em bán hơn 300 này. Nên em sell cho các bác còn 250 này, mã số 8 các bác nhé. Mã số 8 ạ, 18,5 sâu 9 250.000 mã số 8. Cực kỳ là dày luôn. Tiếp theo em lên cho các bác con này này, con này sâu lắm, đường kính 21 sâu 14 này các bác này. Bên trong bóng lọng này. Con này thì các bác luộc rau nấu canh ok này, xoay được gương luôn. Cái này em bán cho các bác 180.000 ở trước, còn bán này hơn 200 ạ. 21 sâu 14, 140.000. Con này mã số 9 các bác nhé. Mã số 9. Tiếp theo lên cho các bác con này đường kính 19,5 sâu 8. Con này chỉ có 150.000 thôi ạ. Con này dày luôn, dày dặn luôn các bác. Cái này các bác lồi, những cái lồi này các bác rang thịt, rang tôm đều được các bác nhé. Con này mã số 10 các bác này, răng thịt, răng tôm ok, nó dày lắm luôn ấy. Nó nói thật là cực dày luôn. Nó hình thúng rồi, nó dày lắm. 150.000 đấy ạ, mã số 10. Tiếp theo em có con này nhỏ nhỏ xinh xinh, bác nào nấu bột này. 16 sâu 7, 120.000 này. Đấy. Nhỏ xinh xinh nhá các bác nhá. Mã số 11 ạ. 120.000 ạ, bác nào lấy chụp màn hình cho em ạ. Tiếp theo em có con này 19 sâu 8 này, con này 150.000 các bác nhá. Rất là dày luôn. Mà em lên toàn bộ quánh gần như là rất là dày nhé. Con này mã số 12 các bác nhé, 150.000, đường kính 19,5 sâu 19 sâu 8 này, vung đẹp chưa. 150.000 ạ, mã số 12 các bác. Bác nào lấy 5 chiếc em bao ship luôn. Tiếp theo nhé, em có con này này, siêu phẩm 19 sâu 8, con này trước em bán 300 mấy. Đây, bán 300 các bác nhìn này. Ôi nó dày dã man luôn ấy. Cực kỳ là dày luôn. Bác nào không, bác nào thích cái dòng dày mà không chốt em này thì cực kỳ là tiếc luôn ấy. Quá đẹp luôn, quá chất lượng, nặng hơn cân luôn. 300.000 các bác nhé, mã số 13. Tiếp theo này, con 18 sâu 8 này. Đây. Con này make in Japan này, dung tích 1,8 lít các bác nhé. Con này trước em đang bán 270.000, em sell cho các bác còn 230.000 các bác này. Make in Nhật luôn, dung tích 1,8 lít, đẹp xuất sắc. Tiếp theo em lên cho các bác con này đường kính, con này mã số 14 các bác nhé. Mã số 14 này. Tiếp theo em lên cho các bác này một con đường kính to nhất này, 22 sâu 9 này. Con này 230.000 các bác nhé, ruột bên trong này. Con này make in Japan này, dung tích 2,8 lít này các bác này. Đấy, tay chân hẳn còn đẹp như mới luôn. 230.000 nhé các bác nhé. Con này trước em đang bán 270-280 đấy. Đường kính 22 sâu 9 này, chuẩn Japan luôn. Tiếp theo lên cho các bác con này mới là siêu phẩm này. Vung rồi, 20 sâu 9 này, 270.000 nhé các bác. Nó uống nó dày, trước em bán 350 này các bác nhìn. Xeo lỗ luôn, em nói thật là xeo lỗ luôn, bán không bằng giá nhập đâu mà. Mỗi cái quánh này em chỉ lãi được mấy chục thôi. Con này mã số 15 các bác nhé. Quên con kia. Con này con Nhật này mã số 16 này các bác này. Bác nào lấy chụp màn hình giúp em ạ. Em lên nhanh. Tiếp theo một con 19, đường kính 19 sâu 8, 170.000 này. Hàng dày bác để ý nhá. Các bác mua lồi để ý cái vòng thúng như này này. Nó rất là dày luôn. Đấy, vì nó là hàng một đáy nhưng mà nó là hàng nhiều lớp bác nhá. Một đáy nhưng mà nó là đáy dày. Đấy. Nó hình vòng thúng, hình V vòng thúng này thì cực kỳ dày luôn. 19 sâu 8, 170.000 mã số 17 các bác nhá. Có 170.000 đấy. Tiếp theo lên cho bác con cuối cùng này, đường kính 18 sâu 7 này, 150.000 này, hàng một đáy dày này các bác này. Đây là hôm nay toàn con dày thôi, em nói thật luôn đấy, bác nào không chốt hôm nay thì quá là tiếc luôn đấy. Con này mã số 18 nha các bác nhé, không bao giờ có giá rẻ như vậy đâu. Hàng tới em về chỉ có đắt lên thôi, không bao giờ có rẻ hơn. Bác
là thích hàng rẻ thì chốt luôn trong nay ngày hôm nay đấy. Hàng rất là đẹp mà giá lại phải chăng, giá rẻ luôn, rẻ không chưa bằng giá bên Nhật. Rồi bác nào lấy thì liên hệ với em qua số điện thoại 0934230664 các bác nhé. Đấy, bác nào lấy từ 5 chiếc em sẽ bao ship cho các bác, còn đâu dưới 5 chiếc thì em không bao ship được các bác nhé, vì hàng đã bán nỗ rồi. Rồi em cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác ở các video sau.